Shop vật tư nuôi ong hùng mạnh xin mến chào tất cả anh chị và cô chú. Cái nội dung của cái video ngày hôm nay thì em cũng giới thiệu cho tất cả những anh chị cô chú hiện tại là đang chăn nuôi ong. Hai cái sản phẩm đấy là thuốc thối ấu trùng vôi để trị cái bệnh thối ấu trùng vôi trên ong. Thì cái mùa này ấy, thì rất là nhiều anh chị cô chú nuôi ong ngoại cũng như là ở trong các cái tỉnh thành ấy, bị rất là nhiều cái bệnh thối ấu trùng vôi và nó làm cho cái đàn ong nó giảm sút đi rất là nhiều, cũng có thể là nó hủy luôn cả một cái đàn ong đó, hủy luôn cả một cái trại ong. Thì bên em có về hai cái loại sản phẩm và đã được test mọi người nhá, đã được test và nó cho kết quả tốt thì em mới làm video em hướng dẫn và em chia sẻ cho mọi người, đúng không ạ? Và ngoài những cái thuốc thối ấu trùng này này, vật tư nuôi ong ngoại, vật tư nuôi ong ngoại thì bên em cũng bán tất cả các loại trí này. Mọi người thấy này, hôm nay hàng về rất là nhiều. Đây là vàng tiếng Anh này, đây là man hao này, đây là xanh trắng này, đó, đây là trắng đỏ này, đây là trắng vàng, đây là đỏ tím này, và đây là vàng thái này, hàm nhẹ nhất này, đó, theo thứ tự này, hàm lượng này, từ nhẹ đến nặng mọi người nhá, từ nhẹ đến nặng đó, cái cách dùng nó cũng khác nhau luôn, đó, hàng hôm nay em về nhiều lắm luôn, vài nghìn gói mọi người có thể thấy đây này, la liệt hàng luôn, đó, đây là chí nước này, và đây là chí nước này, đó. Thì em sẽ giới thiệu sơ qua về các cái kho vật tư đó, cái sản phẩm vật tư mà bên em đang hiện tại là đang kinh doanh. Và bây giờ em sẽ chia sẻ cho mọi người hai cái gói này nó có công dụng và nó dùng như thế nào. Thì qua những cái trải nghiệm và qua những cái trải nghiệm thực tế của những anh chị cô chú mà đánh cái bệnh thối ấu trùng vôi ở bên em, lấy cái thuốc này đánh về đánh thì nó có cái hiệu quả là khi mà anh chị cô chú báo về ấy, thì hai cái thằng này là hai cái thằng mà hiện tại là nó cho cái kết quả tốt nhất đó. Thì đây là một cái loại mà thuốc bột đó, đây là một cái loại thuốc bột mà mình dùng để đánh để trị thối ấu trùng vôi ở trên ong này mọi người này đó. Hàng này ấy, thì nó có cái trọng lượng là 50g, mọi người có thể thấy trên bao bì này này, hàng của công ty Trung Quốc đó, công ty Trung Quốc sản xuất. Nó có trọng lượng là 50g. Thì em cũng sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đánh luôn. Đối với cái thằng này ấy, thì anh chị là có hai cách đánh. Thứ nhất, đối với những cái dòng mà nhẹ, cái tổ ong nhà mình mà bị với mức độ là nhẹ mới đó, đó thì mọi người có thể là lấy 10g này. 10g, đây là 50g thì mọi người có thể là lấy 10g. Đó, anh chị lấy cái chổi mà chổi như kiểu là quét sơn ấy, đó, hoặc có thể là lấy cái chổi bé bé giống kiểu người ta làm vôi ve ấy. Đó, mình quét vào các cái cạnh thùng ong, đó, trên này, dưới đáy này, hạ bốn bên này, đó, quét. Ví dụ như em, ví dụ đây là cái thùng ong đi, thì anh chị quét ở dưới, quét ở xung quanh này, đó, quét ở xung quanh cái thùng này. Và có thể là rắc, mình rắc vào các cái kẽ mà ong, các cái kẽ xả cầu của ong đó, để nó đi lại đó. Thì anh chị rắc lấy 10 gram này rắc nó, rắc cho nó thì chỉ cần là 3 ngày là anh chị có kết quả, thấy có kết quả rồi. Đối với thằng này nhé, đối với thằng này nhé, đó, đại lý của em lấy về dùng mà rất là hiệu quả, mà nó trị được thối ấu trùng vôi mọi người nhé, nó rất là hay. Thằng này là cái thằng cao cấp rồi. Và đối với những cái thùng mà nó bị nặng đó thì đánh như nào, thì em sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách đánh là anh chị sẽ là lấy 5g. 50g thì anh chị sẽ lấy 5g của một cái gói này. Mình pha với cả là nửa lít nước, được không ạ? Đó, lấy 5g mình pha với nửa lít nước và anh chị phun trực tiếp vào trong cầu. Đó, anh chị sẽ lấy 5g pha với nửa lít nước đường và phun trực tiếp vào trong cầu. Đó, tùy vào cái trại ong nhà mình nó có quy mô như nào, và anh chị sẽ dựa vào cái hàm lượng mà em đưa ra và anh chị pha đó, mình phun trực tiếp vào trong cầu. Thì một cái gói như này ấy, thì anh chị có thể là phun được cho khoảng là khoảng 5-7 thùng, được không ạ? Mình có thể phun và 3 ngày chỉ trong vòng 3 ngày là có kết quả này. Anh chị phun cái thuốc này đối với những bệnh thối ấu trùng vôi chỉ trong vòng 3 ngày là nó đã có kết quả rồi. Đó. Anh chị phun cho khoảng 5-7 thùng. Đó, 5-7 thùng. Đó.
mình sẽ dựa vào những cái trọng lượng này. Nếu mà không có cân tiểu ly ấy, thì anh chị có thể áng đó. Đây là hàng có mã vạch này, hàng của công ty có mã vạch đàng hoàng rồi nhá. Đó, đây là mã vạch của công ty này, không phải hàng trôi nổi, hàng vớ va vớ vẩn này. Trung Quốc thì người ta chăn nuôi ong rất là phát triển, nó phát triển hơn Việt Nam rất là nhiều, nên là người ta sẽ là nghiên cứu ra những cái bệnh đặc biệt ở trên ong mà, và người ta sẽ ra những cái dòng thuốc. Và thật sự là em đánh về ấy, thì hai cái dòng này thì hiện tại là khách hàng rất là thích và dùng nó có hiệu quả. Và một cái thằng thứ hai, cái thằng nó có bao bì bên ngoài là trắng xanh như này, trắng xanh là trắng xanh nõn chuối, còn đây là trắng xanh da trời đúng không ạ? Thì cái thằng này nó cũng trị thối trùng vôi, trị vào phòng nhé, hàm lượng thì nó nhẹ hơn cái thằng này nó, nhưng mà nó cũng hiệu quả. Những anh chị nào mà mới bị thì dùng thằng này cũng hiệu quả được không ạ? Nó cũng hiệu quả. Thì anh chị cái gói này là 50 gram này, mọi người có thể thấy đây là 50 gram này. Đó. Gói là gói trắng xanh, cũng có mã vạch của công ty Đoàn Hoàng. Đó. Ngày hạn sử dụng và mã vạch của công ty Đoàn Hoàng. Đó. Hai dòng này là hai dòng mà hiện tại là đang hiệu quả đối với cái bệnh thối ấu trùng vôi ở trên ong. Đó. Còn đối với những cái bệnh mà tuổi nhỏ tuổi lớn ấy, thì bên em cũng có thuốc riêng của những cái dòng đấy, của những cái thằng bệnh đấy. Đó. Nhưng mà em hôm nay cái video này em muốn chia sẻ cho mọi người hai cái dòng mà hiện tại là được rất là nhiều anh chị và cô chú dùng và nó mang lại cái hiệu quả cao. Đó, nó giúp cho cái đàn ong nhà mình nó khỏe lại, nó phát triển lại bình thường. Còn đối với những ai mà chưa từng dùng ấy mà đang băn khoăn là hiệu quả hay không ấy, thì mà hiện tại là trại ong nhà mình đang bị bệnh ấy, thì có thể là alo qua bên em, mà bên em có thể tư vấn chuyên sâu hơn về tất cả những cái dòng thuốc đó, và mọi người có thể đặt lấy thử nhá. Đó, bên em có thể là cho mọi người dùng thử nghiệm đó. Anh chị cần 5-7 gói hoặc là chục gói thì đấy, có thể alo cái số điện thoại em để dưới cái phần tiêu đề này, mọi người có thể là đặt hàng dùng thử đó. Mọi người có thể đặt hàng dùng thử, sau khi anh chị có chú đặt hàng thì bên em có gửi hàng bên giao hàng tiết kiệm này, gửi hàng bên bưu điện này, nó rất là nhanh, chỉ có 2 đến 3 ngày là anh chị cô chú có thể nhận được hàng đó, và mình sẽ điều trị cho cái trại ong nhà mình đó, được không ạ? Thì bên em là không bán hàng, là không chuyển khoản trước, không đặt cọc trước, anh chị cô chú là nhận hàng tại nhà nhé mọi người nhá, nhận cái thuốc, gói thuốc này tại nhà y xì như này, đúng như chất lượng như em nói như này, nhận hàng tại nhà sau khi anh chị kiểm tra hàng, được không ạ? Kiểm tra hàng đó, em sẽ quay cái video kiểm tra hàng, sau khi các mọi người là kiểm tra hàng thì thanh toán cho nhân viên bưu điện, được không ạ? Thanh toán cho nhân viên bưu điện đó, rất là cơ chế mua hàng rất là thoải mái luôn đó, không chuyển khoản trước, không đặt cọc trước, nhận hàng tại nhà, kiểm tra hàng đó, hài lòng thì thanh toán, không hài lòng thì trả về đó. Và những cái video tiếp theo ấy, em sẽ dành thời gian để em chia sẻ cho mọi người những cái video về chăn nuôi ong này, những cái video về các cái kiến thức về cách sử dụng của những cái loại vật tư chuyên sâu chuyên dụng ở bên em, dành cho tất cả những ong nội và ong ngoại, được không ạ? Chúc tất cả mọi người chăn nuôi ong thành công đó. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.